lời cầu nguyện của đôi tay, công việc của đôi tay. Với bàn tay, con vẽ nên điều tự nhủ: thật tuyệt vời và con hãnh diện về nó. Chính bàn tay con đã vẽ nên. Qua công việc của đôi tay, con khám phá ra chính Chúa. Ngài đã để lại nơi đây thật nhiều dấu ấn. Từ trời cao, Ngài thấy tất cả những gì Ngài tác tạo. Ngài hài lòng và chúc lành cho chúng con. Ngài nói về thế giới của chúng con: mọi sự đều tốt đẹp. Đó chính là công trình tay Chúa trên mặt đất này. Chê tay che mặt, con trốn tìm Chúa. Đố Chúa biết con ở đâu? Con ở đây, ở dưới đây nè. Duy mừng Chúa thấy được con, Chúa luôn biết con ở đâu, vì Ngài là Thiên Chúa, là Cha tốt lành của con.